Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đầu tư hơn 10 tỷ đồng sửa chữa và xây mới nhiều phòng học. Giảm thiểu rác thải nhựa tại hệ thống bệnh viện Quảng Ninh. Hải Dương tăng cường chống gian lận thương mại dịp cuối năm. Thôn An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, 100% hộ dân đưa người thân qua đời đi hỏa táng. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh đoàn Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị ký kết hợp tác với trang hướng nghiệp tập đoàn Gold News về tổ chức ngày hội hướng nghiệp, khởi nghiệp và tuyển dụng. Nội dung chủ yếu là trang hướng nghiệp tập đoàn Gold News phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức ngày hội hướng nghiệp, khởi nghiệp, tuyển dụng để kết nối giữa các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Chương trình được ký kết với mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về hướng nghiệp, khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để các bạn trẻ hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên tại địa phương. Vừa qua, tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức meeting truyền thông chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em năm 2019 với sự tham gia của gần 400 đại biểu. Tại buổi meeting, bằng các tiểu phẩm, clip được dàn dựng công phu, ý nghĩa mang theo thông điệp, việc chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái không thể thành công nếu không có sự tham gia và hỗ trợ của nam giới. Nam giới đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc chấm dứt bạo lực với phụ nữ. Chúng ta hãy cộng tác cùng nhau để chấm dứt bạo lực. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động nhằm phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình nhằm giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Tại tỉnh Bắc Ninh, tình hình về bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em theo số liệu tổng hợp của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Tòa án tỉnh, từ năm 2013 đến 2018, toàn tỉnh có 551 vụ bạo lực gia đình được phát hiện, trong đó có 496 nạn nhân là nữ giới, chiếm trên 90%. Những năm gần đây, tuy có giảm về số lượng, tuy nhiên các vụ việc xảy ra lại cho thấy tính chất bạo lực gia đình có phần nghiêm trọng hơn. Xâm hại, bạo lực gia đình để lại hậu quả nặng nề cho phụ nữ, cho trẻ em và gia đình, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội. Với mong muốn con em của địa phương được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất, vừa qua xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng sửa chữa, cải tạo và xây mới nhiều phòng học. Xã Tam Đa đã đầu tư cải tạo toàn bộ điểm trường trung học cơ sở cũ, đổ bê tông khuôn viên sân trường, xây nhà vệ sinh, xây mới khu nhà 3 tầng gồm 6 phòng chức năng. Kinh phí được xây dựng lấy từ toàn bộ số tiền đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 của xã. Hiện nay, các phòng học của nhà trường đã được trang bị đầy đủ thiết bị dạy và học. Việc tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường sẽ góp phần tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho các giáo viên và học sinh, nhất là trong điều kiện xã Tam Đa là địa phương đầu tiên của huyện Phù Cừ vừa thực hiện sáp nhập liên cấp 2 trường trung học cơ sở và tiểu học. Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng đã ký cam kết giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động chuyên môn và sinh hoạt hàng ngày của người bệnh, nhân viên y tế. Phản ánh tại Bệnh viện Sản Nhi, Quảng Ninh. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh bắt đầu đưa túi giấy để thay thế dần cho túi ni lông tại quầy thuốc bệnh viện. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, 100% túi đựng thuốc tại quầy thuốc của bệnh viện sẽ được thay thế bằng túi giấy. Tôi cảm thấy rất là mừng vì khi sử dụng túi giấy sẽ bảo vệ môi trường so với túi ni lông rất là nhiều. Và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thì có lượng bệnh nhân một ngày khá là đông. Và nếu như mà mỗi người mà được chuyển từ túi ni lông sang túi giấy như thế này là đã giảm được một lượng khá nhiều túi ni lông. Để người bệnh hạn chế sử dụng các loại chai nhựa một lần, tại tất cả các khoa phòng của bệnh viện đều đặt những bình nước như thế này. Thay vì cốc nhựa dùng một lần, bệnh viện cũng bố trí cốc giấy để vừa đảm bảo vệ sinh, vừa không phát sinh rác thải nhựa. Khi là sử dụng cốc giấy như thế này, em rất là ủng hộ bởi vì nó rất là bảo vệ môi trường. Còn tại căng tin bệnh viện,
Nếu như trước đây, mỗi ngày phải sử dụng đến hàng trăm chiếc hộp xốp và cốc nhựa dùng một lần để đựng thức ăn cho bệnh nhân và người nhà, thì gần một tháng nay, những khay và hộp giấy thân thiện đã được sử dụng thay thế. Nó tiện lợi à, nó sạch sẽ mà nó rác thải nó vừa ra môi trường nó ít đi. Tôi đi nhiều bệnh viện nhưng mà tôi thấy ở sản nhi Quảng Ninh như thế này là tôi hoàn toàn ủng hộ. Trong thời gian tới thì để hạn chế việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần cho đến cái việc chấm dứt hoàn toàn cái việc sử dụng các cái sản phẩm nhựa dùng một lần thì bệnh viện đã đẩy mạnh cái công phong trào thi đua toàn bộ cán bộ nhân viên y tế trong bệnh viện sẽ không sử dụng các cái sản phẩm từ nhựa dùng một lần và từ đó sẽ làm có tính chất lan truyền, có tính chất thúc đẩy cho hoạt động đó được phát triển mạnh hơn và lan tỏa đến người bệnh cũng như là gia đình người bệnh hoặc là các cái người sử dụng dịch vụ y tế ở trong bệnh viện. Hiện nay, 100% nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đều có cho riêng mình những chai nước như thế này để hạn chế sử dụng cốc nhựa, chai nhựa dùng một lần. Đây là việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, lan tỏa phong trào nói không với rác thải nhựa trong toàn bệnh viện cũng như trong cộng đồng. Trong những năm qua, công tác dạy nghề và giải quyết việc làm tại tỉnh Vĩnh Phúc được lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các chính sách hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh về dạy nghề và giải quyết việc làm đã đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh. Sau gần một năm triển khai thực hiện nghị quyết 42/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2016-2020. Các đơn vị đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên đổi mới phương pháp đào tạo, tìm hiểu cung cầu thị trường lao động, thực hiện tốt các chính sách, cơ chế hỗ trợ theo nghị quyết 42/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, với mức hỗ trợ 100% học phí cho các em học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. Các đối tượng học sinh, sinh viên khác được hỗ trợ 60% học phí theo quy định. Trong quá trình đào tạo chúng tôi thì các em học sinh, sinh viên học trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp thì chủ yếu là con em nông thôn nghèo. Và cái nghị quyết 42 cũng như nghị quyết 37 trước kia thì đã góp phần rất là quan trọng để mà đảm bảo các cái điều kiện cho các em được tham gia cái học tập trong cái lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Và như năm vừa rồi thì qua có nghị quyết 42 thì cái tỷ lệ tuyển sinh của nhà trường chúng tôi cũng tăng lên đáng kể. Hiện tại thì nhà trường chúng tôi đã tuyển sinh được trên 1.400 học sinh viên cả hệ cao đẳng và trung cấp, thì có thể nói cái nghị quyết 42 đã tác động rất là lớn đến cái sự lựa chọn về học nghề đối với các bạn học sinh cũng như các phụ huynh. Với những chính sách hỗ trợ tích cực trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đến nay các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đào tạo ra hàng chục nghìn lao động có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49%, cao hơn mức trung bình của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, nhờ có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền, sự chung tay sẻ chia trách nhiệm của các doanh nghiệp, nên người dân vùng nông thôn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, nguồn nước sạch đã được đưa về những vùng xa, vùng khó khăn, góp phần đưa Kinh Môn sớm trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh và trở thành thị xã trẻ. Sau 7 năm, doanh nghiệp đã huy động hơn 73 tỷ đồng để phát triển mạng lưới nước sạch đến các xã vùng xa, mức đầu tư cao hơn nhiều so với những địa bàn có điều kiện địa hình bằng phẳng. Hiện công trình cấp nước của doanh nghiệp Mạnh Tùng cung cấp nước cho nhân dân 5 xã với công suất đang vận hành là 2.500 mét khối một ngày đêm. Chất lượng nước của nhà máy được các cơ quan chuyên ngành của tỉnh kiểm định hàng tháng đều đạt quy chuẩn của Bộ Y tế. Trước dân hộ dân tôi dùng nước mưa và nước tự gấp, từ ngày có nhà máy Mạnh Tùng là người dân tôi là sử dụng nước rất là yên tâm và đảm bảo mà cái duy trì cái nguồn nước này là người dân là rất là hài lòng với cái nguồn nước này mà chất lượng rất là tốt. Nhà máy nước sạch xí nghiệp nước sạch số 8 thuộc công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương hiện đang thực hiện cấp nước cho địa bàn 4 phường là Minh Tân, Phú Tứ, Tân Dân, Duy Tân và xã Hoành Sơn với tổng chiều dài tuyến ống truyền tải và phân phối là 39 km, chiều dài đường ống dịch vụ là 155 km trải rộng trên diện tích của 5 địa bàn lên tới 3.900 m2. Không chỉ khó khăn về tài chính do suất đầu tư lớn hơn địa bàn rộng, địa hình không đồng đều và trong quá trình vận chuyển doanh nghiệp cũng phải đầu tư thiết bị tốt hơn mới có thể đáp ứng được công suất theo yêu cầu thực tế. Chi nhánh
đồng bộ về cái chất lượng nước từ đầu nguồn nơi sản xuất. Và với thứ hai là công ty cũng đầu tư một số loạt tuyến các tuyến ống truyền tải D280, D160 cùng một số mạng cấp 3 để cung cấp nước sạch cho từ đầu nguồn đến nơi xa nhất là hơn 15 cây số, đảm bảo áp lực là từ 12 đến 15 mét cột nước ở nơi cuối nguồn. Công ty cũng đưa áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật để phát triển những công nghệ mới như đưa sản xuất nước làm men nâng công suất từ những ngày đầu là 3.000 đến nay là đã đạt 15.000 mét khối ở đêm. Kinh Môn lên thị xã thì công ty cũng đã đồng thời cũng đã định hướng được những tương lai 2025-2030 để phát triển mục tiêu của nhân dân. Và đến nay thì các đồng chí cũng biết là với công suất của nhà máy là đã yên tâm để cấp nước để phục vụ cho nhân dân. Đến nay, 100% số dân thị xã Kinh Môn đã được sử dụng nước sạch, nước đảm bảo vệ sinh. Đây là kết quả nhờ vào sự quyết liệt trong chỉ đạo, linh hoạt trong điều hành, cùng với sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp để người dân có nhiều cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch. Hỏa táng là hình thức mai táng văn minh, tiết kiệm được nhiều người dân trên địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên thực hiện trong thời gian gần đây. Đặc biệt, thôn An Xá, xã An Viên, 100% người dân đi hỏa táng trong 2 năm trở lại đây. Thôn An Xá là địa phương có dân số đông với gần 2.400 khẩu. Từ đầu năm 2018, thôn đã thống nhất 21 dòng họ, vận động thành viên cùng thực hiện hỏa táng. Đây là hình thức mai táng cho người chết sạch sẽ, chi phí trọn gói chỉ từ 15 đến 20 triệu đồng, giảm những hủ tục rườm rà. Tỉnh hỗ trợ bình quân cho một ca hỏa táng là 5 triệu đồng. Người chết thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 10 triệu đồng. Người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ, người cao tuổi không nơi nương tựa được hỗ trợ 12 triệu đồng. Nhờ vậy, trong 2 năm trở lại đây, thôn có gần 30 người qua đời đều thực hiện hỏa táng. Cùng với đó, thôn đi đầu trong việc xây dựng nghĩa trang đồng bộ. Đến nay, đã có hơn 500 ngôi mộ được xây dựng giống nhau về kích thước và kiểu dáng. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm hỗ trợ đưa các giống lúa mới vào thử nghiệm nhằm chọn ra bộ giống chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, đem lại năng suất cao cho người nông dân. Vụ mùa năm 2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa 2 giống lúa Đài Thơm 8 và giống VNR20 vào gieo trồng thử nghiệm trên đồng đất xã Lào Đức, huyện Bình Xuyên, theo hiệu ứng hàng biên. Đây là 2 giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp nhiều chân đất tại các địa phương trên địa bàn tỉnh và có thể gieo trồng được cả 2 vụ một năm. Năng suất có thể đạt từ 8 đến 9 tấn trên 1 hectare. Riêng Đài Thơm 8 là giống lúa chất lượng cao, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Là một trong những hộ được tham gia vào mô hình trồng thử nghiệm, ông Nguyễn Văn Bình đã dành 3 sào ruộng để cấy lúa Đài Thơm 8 theo hiệu ứng hàng biên. Kết quả sau trình diễn, ngành nông nghiệp cùng bà con tham gia đánh giá lúa Đài Thơm 8 có khả năng chống chịu với sâu bệnh hại để nhánh mạnh, cứng cây và phát triển tốt trong điều kiện thời tiết vụ mùa phức tạp. Tôi thấy là cái lúa này là rất đạt hiệu quả theo phù hợp với cái đồng đất. Mà nhà tôi là ở diện tích ở đây là tôi có 3 sào, khả năng chống trị sâu bệnh rất tốt, đạt năng suất cao. Đối với cây lúa VNR20 cũng là giống lúa mới được nghiên cứu, chọn tạo để đưa vào sản xuất đại trà trên địa bàn tỉnh. Trong vụ mùa, giống lúa VNR20 có thời gian sinh trưởng ngắn khoảng 105 ngày, cây cứng, bông dài, hạt chắc, năng suất ước đạt gần 2,5 tạ trên một sào. Mọi ngày là chúng tôi cấy cái toàn bộ cái khu này là cái giống lúa thông thường. Thế thì là cứ khâu vằn mới đã ôn rất nhiều, bạc lá cũng có, sâu bệnh nhiều mà không có được năng suất. Thế nhưng mà vụ này chúng tôi thấy là chúng tôi ở khuyến nông trên huyện đưa giống lúa mới này về chúng tôi cấy là cái thứ nhất là nhẹ phân, giống này thì nó chống được sâu bệnh này. Việc đưa những giống lúa mới có khả năng chống chịu sâu bệnh cho năng suất cao và sản xuất là mục tiêu ngành nông nghiệp Vĩnh Phúc đang hướng đến. Vụ mùa năm 2019 thì chúng tôi đã phối hợp với lại công ty cổ phần giống cây trồng trung ương triển khai trình diễn giống lúa VNR20 và giống Đài Thơm 8 ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua theo dõi 2 cái giống này thì chúng tôi thấy có một số cái đặc tính rất là ưu việt như sau. Cái thứ nhất là về cái thời gian sinh trưởng thì giống có cái thời gian sinh trưởng xung quanh khoảng từ 105 ngày ở vụ mùa. Đây là đặc tính rất tốt, thể hiện được phù hợp với điều kiện trên địa bàn tỉnh trong cái bố trí cơ cấu 1 năm 3 vụ.
Đây là vụ thứ hai giống lúa Đại Thơm 8 và VNR20 được gieo cấy trình diễn trên địa bàn Vĩnh Phúc. Bước đầu đánh giá là phù hợp với thổ nhưỡng, tập quán gieo cấy tại địa phương và là giống lúa tiềm năng có thể bổ sung vào cơ cấu giống, phục vụ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Công an tỉnh Hải Dương vừa tổ chức tuyên truyền phát áo phao miễn phí và yêu cầu các chủ bến đò qua sông Văn Úc chảy qua huyện Thanh Hà chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông đường thủy nội địa, đảm bảo an toàn cho hành khách khi đi qua đò. Yêu cầu các chủ bến đò trên sông Văn Úc chảy qua huyện Thanh Hà chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa, đảm bảo an toàn cho hành khách khi đi đò. Đợt tuyên truyền này nhằm triển khai thực hiện hiệu quả phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước, người đi đò phải mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cá nhân. Ngoài sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, người lái đò, mỗi người dân khi đi đò cần có ý thức tự bảo vệ mình bằng việc chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương đều được ngành đơn vị chức năng vào cuộc tích cực. Chính vì thế, phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa trên địa bàn đều tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tuy nhiên, công tác này cần được kiểm soát chặt chẽ hơn nữa, nhất là vào dịp cuối năm khi nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao. Cùng với bám sát tình hình, lĩnh vực được phân công, các ngành đơn vị với chức năng quản lý thị trường của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với kế hoạch chuyên đề đột xuất, đấu tranh chống gian lận thương mại, nhất là buôn bán hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Qua kiểm tra, không chỉ phát hiện xử phạt vi phạm mà còn kết hợp phổ biến kiến thức pháp luật để người kinh doanh nâng cao ý thức, trách nhiệm về sản phẩm của mình đối với người tiêu dùng. Thì chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để đảm bảo thu gom được tất cả các mặt loại mặt hàng uy tín, chất lượng, có rõ nguồn gốc xuất xứ và giá cả hợp lý. Bên cạnh đó thì với dịch vụ chăm sóc khách hàng của đội ngũ nhân viên rất là nhiệt tình, chu đáo, thì chỉ nằm đảm bảo cho cái quyền lợi của khách hàng sau khi mua hàng tại siêu thị thông qua các chính sách là đổi trả và bảo hành sản phẩm. Mặc dù vậy, tình trạng gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, làm giả, làm nhái hàng hóa vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Người tiêu dùng mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng nghĩa với việc bị lừa dối và nhận được những sản phẩm không đảm bảo chất lượng, độ an toàn, gây thiệt hại cho người sử dụng về tài chính và sức khỏe. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên do việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng chưa được thường xuyên, liên tục và hầu hết các hành vi vi phạm khi bị phát hiện chỉ bị xử phạt hành chính ở mức rất nhẹ nên vi phạm vẫn cứ tồn tại. Cục Quản lý thị trường Hải Dương cũng chỉ đạo các đội quản lý thị trường tập trung cái việc kiểm tra, kiểm soát, tăng cường công tác nắm bắt tình hình thị trường để tổ chức kiểm tra phát hiện các hành vi vi phạm trong cái lĩnh vực gian lận thương mại, hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm, chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện các cái dấu hiệu vi phạm từ cái quá trình chuẩn bị cho cái hoạt động vận chuyển, hoạt động tích trữ hàng hóa, găm giữ hàng hóa bất hợp lý, tăng giá và kinh doanh hàng giả, thì chúng tôi cũng xác định rằng là cái việc nắm bắt thị trường và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát để làm sao phát hiện ra các hành vi vi phạm nhằm giúp bình ổn thị trường trong tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như là các doanh nghiệp mà sản xuất kinh doanh hàng hóa chân chính trên thị trường. Để quản lý tốt thị trường những tháng cuối năm cùng với sự vào cuộc tích cực của cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng và kinh doanh hàng hóa chân chính trên địa bàn cũng cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong việc phát hiện và ngăn chặn dứt điểm tình trạng này. Đặc biệt, khi phát hiện những hành vi vi phạm cần kiên quyết xử lý nghiêm, đồng thời công khai rộng rãi đơn vị vi phạm để người tiêu dùng tẩy chay, qua đó góp phần đảm bảo thị trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Đình Thân, sinh năm 1980, thường trú tại thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, do mâu thuẫn cá nhân giữa ông Trần Đình Nghị với ông Trần Viết Đương khoảng 13 giờ 30 phút ngày 12 tháng 2 năm 2019 tại ngõ nhà bà Trần Thị Mười, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Trần Đình Thân là con trai ông Nghị đã dùng dao đâm trúng ngực trái ông Đương. Hậu quả ông Đương tử vong tại chỗ. Được biết, ông Đương, người bị hại, là anh rể của Thân. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Đình Thân 11 năm tù về tội danh giết người. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.